Học trường công an ra được phong hàm gì? Việc trúng tuyển vào trường công an có thể nói là mơ ước của rất nhiều người. Vậy khi tốt nghiệp trường công an thì được phong cấp bậc gì? Theo quy định, sinh viên khi tốt nghiệp trường công an thì được xét phong cấp bậc hàm như sau. Đối với trình độ đại học thì có hàm thiếu úy, còn đối với trình độ trung cấp thì có hàm trung sĩ. Ngoài ra, trong trường hợp tốt nghiệp loại xuất sắc thì được phong cao hơn một bậc. Như vậy, sinh viên khi tốt nghiệp trường công an thì sẽ được phong cấp bậc hàm tương ứng với trình độ đại học là thiếu úy, trung cấp là trung sĩ. Trong trường hợp tốt nghiệp loại xuất sắc thì được phong cao hơn một bậc, tương ứng với đại học là hàm trung úy và trung cấp là hàm thượng sĩ.